Sáng nay, bầu trời âm u xám xịt với những đợt gió cuồng vũ như khiến ông trời muốn đổ sụp vì những cơn mưa xối xả không ngừng. Thẫn thờ nhìn trời đất với nét mặt đầy lo âu mà liên tục chặt lưỡi thở dài với giọng thật buồn. Trời sắp thành cơn lũ lớn. Nước theo cơn mưa đổ đang lên dần, tôi hối hả mang tôi xăng quần áo lùi ra mặt vườn nhà. Cố nhặt nhành thật nhanh những cây xạ trong vườn vì đêm nay lũ về, tất cả sẽ bị cuốn đi. Hôm nay mình sẽ làm món muối đầu xạ mì tôm. Đây là một món rất là quen thuộc với người miền Trung bao năm mưa lũ. Thank you.
đi đi mấy. Ngon không? Ngon. Ngon. Mà còn nắng nữa. Đưa này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.